con lượt luôn. Quá. Quá cả nhà. Quá. Đây bắt con vậy cả nhà. Ôi, nó đâm cả nhà. Ôi. Đây. Đây. Hai con một lượt nha. Ông Tâm. Ôi cá nó chín cái nè. Quá sắc. Cá đỏ mang. Đỏ mang ngon lắm nha cả nhà. Và bên này trận này hơn các trận rồi. Bữa nay anh em nhóm chúng mình tiếp tục đi săn nha. Chào khán giả ơi. Chào 500 anh em đang xem kênh coi. Đây bữa nay đi mò cá nha cả nhà. Đây, mương đây. Dân này dậm dấu luôn nha cả nhà. Đây là đất vườn bỏ hoang nha cả nhà. Có ai đặt cái giớn đây nha cả nhà. 4 anh em rồi nha. Giờ cởi chuồng hết rồi cả nhà. Để xuống sông mò cá nha. Rồi hai người hai bên. Dậm dấu nha cả nhà. Bài này đã thất truyền cách nay 100 năm rồi nha. Bây giờ nhóm tôi làm lại nha. Hồi hết hụt. Dạ vâng, bên trên cái clip bên góc tay phải đó cả nhà. Cả nhà thấy có cái đường link đó. Cả nhà nhấp vô nha, cả nhà đăng ký dùm kênh Săn Bắt Ẩm Thực Đồng Bằng dùm nha cả nhà. Mình xin đa tạ và cảm ơn cả nhà nhiều lắm. Hoặc cả nhà xuống phần mô tả đó có cái đường link đó, cả nhà nhấp vô cả nhà đăng ký giúp Nguyễn Đợi ha. Nguyễn Đợi cảm ơn cả nhà nhiều. Sĩ giăng lưới cái gô cái sặc nha cả nhà. Lưới này dày rồi. Dính này kìa. Chỉ đang giăng lưới nha cả nhà. Cả nhà chờ xem nhé. Rồi nha anh em. Tâm anh dặn có dấu không? Phải đâu giơ lên coi. Dính con cá nha, đầu tiên nha. Có rô phi nha. Đó, bữa nay anh em tôi ta chậm nghịch nha. Đây, dính cá nữa nè. Đâu, đây. Cá nó nhà giơ lên. Nè, giơ lên đây nè, đây nè, đây nè. Đây. Nè, cá đây. Đó. Đó, rô phi nha. Rồi. Ông cái gì? Vậy. Đưa nó thùng cho ông Tâm kìa. Cho nó chậm đi. Tôi có hang không nha? Gà hang luôn nha. Có ít tự nãy thôi. Cái gì vậy? Ít hả? Dính rồi. Chưa. Đây, chính cách chốt. Cho tay rồi. Chạy cái chốt lên rồi. Dọn cái dấu tôi ngọ không kiếm không được cái dấu rồi. Tâm đụng cái giò có nhiêu dậm. Không kiếm được cái dấu luôn á. Đi qua đắt clip lại liền. Không. Chính cá nó nha. Cái chốt nha. Thì chính cái chốt nha. Mò hang nha. Đây. Cái chốt là Tâm. Tâm. Ừ.
là cá chốt nè. Đó. Đó, đủ. Cá rô hả gì á? Cá rô. Quay lên đó. Rô. Rồi. Còn nữa. Giờ trả vô. Con này đi, quay đi. Đây. Quay đi, ừ. À. Chưa. Đây. Rồi. Đổ vô. Rồi, đây còn nữa. Còn tiếp ơi. Giờ từ. Hai con lại. Tôi bắt được con rồi nè. Được câu ha. Giờ rút ra đi. Giờ đây. Chúng ta sẽ chạy á. Không chạy. Đó, đây nè. Bắt luôn. Rồi quay lên. Bắt đi. Nắm đầu chưa? Bắt luôn. Ừ. Quay lên. Ồ, hai ba con luôn. Thấy chưa? Đó. Hai con, hai con. Đợi bắt cá chưa? Đây con nữa. Ồ, quá heo. Con nữa. Rồi đó. Quá. Con nữa. Hết rồi. Con. Hết rồi. Đây nè. Còn không? Còn. Ừ, còn. Còn. Trào lên đây nè. Đây còn con ở đây. Thấy không? Đổ rồi. Chưa. Đây. Đây dính nữa đây. Ồ, nó cá chốt luôn. Đây nó cá sặc rồi Tam. Đi từ từ thôi xảy. Đây. Lên nha. Rồi. Còn nữa. Đây. Chào bác. Quay lên. Qua lên. Quá to. Đó. Rồi. Có cái hàng này, đây Nguyễn Đại màu nha cả nhà. Để mình thục coi. Ôi ôi luôn. Tám. Hốt con nấm luôn ạ. Hốt con nấm mình hốt dây đồ. Nè. Ừ. Nó còn đó đó. Còn. Còn con bự đó. Đây. Nào. Ồ. Còn nào? Dạ. Còn không đó. Ngóc chờ rồi cả nhà ơi. Mấy. Dư ăn nè. Nè. Đi. Bây giờ mò cá chốt không à trời. Đi. Lặn quần đây, cá chốt lặn quần. Lặn đây đủ má nó ghẻ con cu luôn. Lặn quần chứ. Có teo hả? Đây, cái chốt đây. Ta hai con. Ừ. Nè, cá sặc. Cua luôn không? Cua luôn, có gì bắt nấy. Sặc chiên giòn luôn. Dạ lên. Cua, kinh cây. Tôm. Được rồi, thọt hang nè. Rồi, đây. Nè. Đã về. Đây, ba chà bá rồi. Có phi ra, đó. Chưa? Bá rồi. Rồi, chỗ nào nó không? Hết rồi, coi. Có nha cả nhà. Wow. Có.
chết mẹ chạy ra. Tâm có. Ủa, mày lên. Qua rồi. Quay xa cả nhà. Cả nhà, chờ xem nha, anh em tôi thử thách 100 ngày trong gừng nha. Đây là gừng này nha, cả nhà ơi. Rô phi. Đây, vô. Rồi, trực quốc. Ê! Giữ không? Giữ không? Tâm số đề nha. Nãy giờ mới vô được hàng đó lại. Ui, trời vô cái cá chốt là phải ẹt. Ớ không? Má, ớ không? Ớ không có dấu dò, lâu tiên bắt cá phi. Đâu? Ớ, thọt vô, thọt vô. Nãy vô, thọt sâu vô. Giúp ra. Thọt sâu vô. Không? Đụng mẹ cái gì chấm, vô chấm rồi luôn quá. Dính rồi. Dính không? Dính. Đâu, mới nói đụng vô. Quá xa. Đây. Có lóc cũng vô nữa không quần? Hả? Có cái lóc cũng chùi vô hàng nữa. Vô là đủ mẹ. Nãy giờ mới được rau đồng này. Đủ mẹ. Có thục vô cái lóc liền. Hai con rồi. Vô. Gậu đủ cũng chạy không nữa. Cái gì đúng. Hồi trưa thì đậu má nói ăn cá hủy mỉnh thôi. Bây giờ cá mỉnh đủ mẻ mắt còn hơn thịt nữa. Ui da. Thôi, xưa nó ăn cá hủy mỉnh, nó nghèo mới ăn cá hủy mỉnh. Giờ đậu mẹ nó giàu, nó ăn cá hủy mỉnh. Ui da. Chào bá đó. Quá rồi. Chốt đầu quá rồi. Chốt quá rồi. Đâu, dữ quá. Ủa, liên tục quá cá rồi, quá cá rồi, cá này ăn sơ hết đi. Tôm nó kẹt nè. Tôm có tôm nữa hả? Dạ đủ mấy cái. Trời dính đây rồi. Ông vô coi đâm đại vô coi. Trời ơi, liên tục cá là cá. Bỉ mẹ. Chị mười càng nè. Một càng luôn. Chị mười càng chết với tôi nè, chị mười càng. Có nghe, có mười càng nha. Nè. Có không? Đưa lên. Nè. Quay luôn. Mười càng. Quá gì vậy, quay lên nữa. Đó. Đâu rồi, đâu đi. Đây, bình bát. Này nó về mua về nó canh. Ôi da có cá chốt nè. Ôi da. Rồi vô. Nó đựng con. Nè con. Nó chung tôi không? Đúng rồi. Cá chốt quá xa cá chốt à. Hai tay hai con không hả? Biết luôn. Mẹ còn kìa chứ bỡ ha. Ăn nó bỡ hai tay nha. Ôi, cá chốt rồi. Trời ơi, người đào. Vũ kìa, cái gánh. Cái gánh. Vô. Ôi trời, cá chốt. Đây. Này cá sớm mà ăn cho cả nhà. Rồi, à, vô rồi. Luôn. Vô rồi. Vô rồi. Cá chốt không. Vô rồi. Vô rồi. Đem thùng đây. Ôi ơi. Cá chốt nè. Vô.
Ừ. Trời ơi, đủ má hồng bụng cái gốc đâu đâu, bụng mấy thành không vậy. Quá rồi. Quá rồi. Ơi, cái con này cá này ba cái. Cá ăn chim, cá ăn chim. Đây cởi quần ra lấy. Nước thằng bê. Thôi bấy ta chân. Ôi da, cà phê nữa nè. Thôi ôi cà phê. Vô phê. Má trời bà ơi. Má chặt bình phi. Ra cam cam ra vô phê nè. Quá cá rồi. Quá cá rồi anh em ơi. Vô nha. Có gì không đây? Rồi, chắc quất. Quá cá. Coi. Vô rồi cả nhà. Vô. Vô rồi. Vô. 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 Vô ơi. Vô phi. Thế là có cá chê rồi. Ồ, chê trắng hả? Trắng đây, bỏ đi. Trời ơi, quá đã mấy cha. Trắng hùng què hả? Quá đã anh em ơi, lại bắt con cua coi. Quá đã rồi. Chào cắn. Bẻ ngạnh đi. Lên trên bờ đó. Đụ á, bẻ lại đi, bẻ lại. Bẻ ngạnh đi. Quá đã rồi. Ừ, bẻ cóc bẻ được rồi. Quá đã rồi. Sao lại bờ đây? Ừ. Quá đã rồi. Thọt vô hút nữa. Ê. Ê. Quá đã. Quá. Gì vậy? Cá vô phi. Ôi, buồn quá. Hai. Trời ơi. Có cả nhà. Có cả nhà. Chốt, vô phi là đã. Ôi, chốt. Nè. Đây mà chắc có nè. Đó có. Rồi. Quá cá. Quá cá. Quá xa. Quá cá rồi bà con ơi. Ôi ôi, quá xá bự nè. Cái
Ôi ôi. Quá. Chạy qua. Đâu. Hai ba con. Rồi. Ba cá. Show về luôn. Ôi ôi. Ôi ôi, nè nè, vớt coi. Vớt coi. Ôi ôi. Ôi giời, dính nữa nè. Quá luôn rồi. Quá rồi. Quá cá rồi. Quá cá rồi. Tiếp cả nhà ơi. Quá rồi cả nhà ơi. Nữa cả nhà ơi. Tới mình nha cả nhà. Quá rồi. Con này cũng bự nè. Giữ rồi. Đây. 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 Ôi, ôi. Tâm đợi chút vô phòng đi, Tâm ơi, sẽ nhảy ra sân. Bao hả? Chút cứ bao đi. Nè, 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 cá chốt nè. Nè, ta lên đây chút. Đây, cái hàng này. Ngon. Ăn đâu nữa? Đến đi coi nha. Đến đây. Trời ơi, quá rồi, nè, quá rồi. Chốt, chốt dính ở ngoài góc chốt kìa. Giảm lại đó. Quá luôn. Hãy đi bắt luôn, cụ, cái gì? Nè, nè, nó bỏ luôn rồi. Ở bờ lồng cá đi. Hãy lên hãy bờ cho nó lượm. Quá cá rồi. Đây này nè. Quá xa. Đây, hàng đây. Rồi, chân quất. Quá thằng ơi. Quá rồi. Đây. Đây bà con nha cả nhà. Đây. Ôi, ôi, có đâm. Có đâm cả nhà ơi. Đây. Đây. Hai con một lượt nha. Hai con một lượt. Ôi, nó, nó. Bự luôn, bự luôn. Ôi, ôi, hai con lượt luôn. Quá. Quá rồi. Cả nhà cho đi chị nha, mình gửi cá ăn nha. Đổi rồi, nữa rồi. Cá lóc không? Dạ, dạ. Đó. Vô. Ok có người thấy nghe. Dẫn. 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 Nè mọi người. Tôm, dính tôm một cái nha. Tôm. Đó. Hút hút. Nó cua nó canh khổ mẹ, không gì. Chính xe diện chân nè. Cái bao nó cuốn lại chứ sao vậy? Nè. Bây giờ gửi sao gửi? Lên đây. Không ai bỏ đại đi, hồi gửi sao? Để hồi nữa gửi, gửi. Bỏ đã, bỏ đại đi. Tới gửi rồi. Xà công nha cả nhà. Ôi, ôi vô nè. Quá xá cả nhà, ôi. Ôi, ôi vô nè. Cả nhà cho địa chỉ nha, mình gửi cá ăn nha.
Dừng nè. Ui, cái đó mang. Ui, cái sạc. Quá sạc. Nổi bèo hết trơn. Và dảnh. Ôi ôi, đằng này dính nè. Ôi ôi. Quá ơi, cái này. Ôi ôi. Ôi ôi dần. Xé viên. Ui. Một nắm nha cả nhà. Không xanh đi nha. Ôi cá nó dính cái nè. Ôi. Quá sắc. Ui, cá đó mang. Đó mang ngon lắm nha cả nhà. Ôi ôi. Cá đó mang có khí. Trời ơi. Ôi ôi. Ôi. Lưới này mà dính cá phi này nè. Quất. Nó giảm sự đục giảm. Nó không có đất. Dẫn dầm. Chút xíu rồi nè. Dẫn dầm. Hôm nay quá rồi. Quá xả. Được bao luôn. Đợi khoảng đụng đổ ra đi quay. Cái này là cá chăn lưới nha. Cái gầm nè, cái sặc nè, cái gầm nè. Cái đỏ mang nè. Có rô phi luôn. Đây là cá dặm dấu nha. Trời ơi. Quá sắc. Trời ơi. Trời nước nóng trời. Đây tắm cho. Ờ đụng nóng giúp mẹ tắm nồng. Nóng. Đây biệt tài là Minh Nhí. Ừ. Đậm vô. Quá. Đổ ra ngoài đây nè, cho dỗ này nè. Đổ ra đi, hai bắt bắt tao. Đổ ra dỗ nè. Rồi quá rồi cả nhà ơi. Cho địa chỉ đi mình. Cho địa chỉ mình ship tới nơi luôn. Miễn phí. Quá sai rồi. Quá sai rồi. Bắt cá lóc bỏ thao. Con nhảy nó ấy nè. Ấy. Bỏ riêng ra. Cái ngon bỏ riêng ra. Đó, cá chốt riêng ra. Cá chốt đã riêng nè. Mỹ già nè, kịch tình chứ. Ừ, rồi. Dữ dằn. Đây. Đó. Thứ dựa, thứ dữ đó. Quá rồi. Bắt đầu tập 3 rồi. Ừ. Bao luôn. Rồi, một món chiên, một món nấu canh chua. Cũng mới đừng hôm cái thằng nào đi bắt gì không biết cho bỏ lỗi tấm dếp bằng cái tay cả. Không có nấu chuối hả? Chuối đang sáng mà. Dạ. Chuối đây. Bỏ vô. Để dặn chút là thì dài á, kiếm lên đi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video.